trên sơn lâm cây cao mát mẻ, cung thỉnh mời cháu bé tôi linh. Kim chi ngọc diệp xanh xanh, châu bé bắc lệ khách danh thay là vốn tiên nữ hằng nga giang thế, còn phàm trần ai dễ biết đâu khắp hòa tan thật một ngàn châu. Lục ngàn châu non nhân nước chi, một bầu cảnh tiên đã nên đấng danh truyền Nam Việt, hoa phép màu lẫm liệt ai qua non buồn vai quẩy nắng hoa. Công đồng dạo chơi trốn non bồng bích thủy, trở ra về phố vị suối ngang khắp hòa các lũng các làng. Lên đền châu bé ơi, thượng ngàn tối linh khắp châu thổ phúc trinh vọng bay, kẻ ngược xuôi qua lại cúc cung khi lên bái yết ngàn chung. Thịt bơi ta qua đi thành
một dáng đàn duyên. Thì điên mang con cung thịt mời mẫu đệ nhất thiên điện, thành vật công chúa mẫu thượng thiên đi ngục đồng. Vân các thôn quê đất phủ dày, vân các nhi thôn quê như hưng thiên mạng đi nhà đi mộng cặp trần. Đồ nhang xạ nhiệt pháp sứ mộng quên chư thật hải hội tất sao văn tỷ sư quyết đường vân thành tỷ phương vân chư thật hiện toàn thân. Mô hương vân nhang cũng giảm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương vân nhang cũng giảm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô nhang vân cũng giảm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thanh xa đệ nhị thánh tiên đi văn con thỉnh mời mẫu đệ nhị thánh tiên mong người chân đêm sông sơn. Trên đàn hải hạ đô nhiệt bình đường xa du tử mẫu đường hồ đường hỏa nội đắc thành đường chi tầm kim cương nhất chu biến thập phương. Nam mô hương vân thanh hương địa bồ tát ma ha tát. Nam mô hương vân thanh hương địa bồ tát ma ha tát. Nam mô hương vân thanh hương địa bồ tát ma ha tát. Thanh xa hồ thần nữ như đền hoàng cung mộng ba tháng thiên mi giờ dần ngày mộng ba tháng thìn đôi 11 tuổi sẽ duyên phàm trần. Dương chi tinh thủy biến sai tạm thiên tinh công bát đức lợi nhân duyên hoàng diệt tôi yêu khiên hòa diệt hoa hồng niên. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn bình đẳng quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật. Nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng sẽ loan thanh gia. Văn võ quân thần nhi đức ông trần văn võ nhi quân thần anh đi miền thanh nhi ông cần phải giúp cho đạo pháp làm thành hồ bình nhi đạo pháp làm thành đánh đông dẹp đắc tung hoành hoài xa xa hồi cung. Đời nhà Trần mở mang Nam Hải đức ông đệ tam ngài dòng soi kim chi sát mã truy tùy bao phen giáp mã đi truy tùy đã phù hoa khắp đi lại đi đi phạm sân Hãy subscribe.
suy tay kinh vĩ chủ thành truy phục sự đồ hương ngàn thua miếu mạo côn hoàng vì thờ ở trong ngai vàng
đồng tử, cứu dây trần gian, cứu cho đâu đấy bình an. Phạm nhang nhiều người thông mây cứ gió đi về. Cứ gió đi về thông mây cứ gió đi về. Khi ra kiếp bạc đi về trần thiên với thần sai chấn năm phương. Thank you.
Cho
về. Cưới gió đi về thông mây, cưới gió đi về khi ra kiếp bạc, đi về trần tiên câu thần sai chân trăm phương. Mộng mộng bao
bẩm sinh nghi Thiên Chúa khai hòa giờ dần. Thank you.
khi thanh nhàn chú này vui chơi các bò. Khi đến nàng sơn đồng đẳng mà áo cá lúc này xa về thanh nhi hóa nghệ thang cỏ phèn vào cả sông. Thank you.
phong sơn trang, chúa bà hãy mang chút mang giang, mang che mang đường tương tam trà vàng. Thank you.
chắc họ giờ xa đời đời. Tay tay với biển bạc rừng vàng đem cho chắc họ đời đời giàu xa. Thank you.
về Thanh Hóa Nghệ An có phen chú ngự cảnh dòng sơn. Hoa phép yên đấm liệt ai qua bà tàn binh binh pháp diệu
khai quang thập cờ diệu tôn quan chứng đan duyên ngà tích tăng tục giảm kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên cùng hương ca lăng tân xa ơn từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh nền dòng nhạc khai quang chiếu thiên tôn ca lăng thân xa ơn từ bi mẫn chúng sinh phô ngã kim đỉnh nề khai quang chiếu thập phương văn sớ dâng lên thượng nay văn sớ dâng lên ghi trình quan đệ nhất chép biến cho tưởng đồ cho họ nguyện bình an trời nhà dâng tam tứ phủ hình hài tiên dâng ông về chứng phủ khai đàn nam mô đại khai khai chi kính như nhật nhật chiếu vi thần thế giới thông bạch nghiệp nhị nguyên siêu khai bách ức khai quang vạn vật tổng khai thông chủ khai đàn quan thế chức chủ khai đàn sau quan lại chứng nghi cho tấm lòng thành họ nguyện con này thành kinh dân trình chúa chú tôi quân thần chúa chú tôi trên thuận lòng rời dưới thuận lòng dân ngôi đồng ba phủ thiên quân rồng trứng rồng lại nở ra rồng hàn thông lại nở đôi thông dược giả bốn mùa kết trái đơm hoa bóc vỏ soi lòng quan thế bóc vỏ soi lòng soi trong trứng ấy đục đục trong thế nào quan về bóc vỏ soi tâm khai diễn đền rồng quan về khai diễn đền rồng trước công đồng Phật thánh chứng minh nước tiên lấy ở thượng thiên lấy ở thượng thiên nước tiên lấy ở thượng thiên mang về mở phủ lấy xanh cho đồng tưới vào cây cây xanh này nở tưới vào hoa hoa nở bụt lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba lộc tiền thương đồng tài lộc quan ban lấy ở thượng thiên quan này lấy ở thượng thiên mang về mở phủ lấy danh cho đồng quan về quạt mát cho đồng nghiệp nhị nguyên siêu khai bách ức thiên khai vạn vật tổng khai thông xuân hạ thu đông bốn mùa xuân hạ thu đông nghi xuân hạ đắc độc thu đông đắc tài đông về tổng ách trừ trưởng đồ cho giúp bách đôi đường nhật đính nhật đồng quan về nhật đính nhật đồng từ nay họ nguyện nối đời mà con suốt đời chẳng dám đơn sai
Không dám đơn sai kể từ đây con không dám đơn sai. Trên theo Phật Thánh, dưới theo quan thầy. Xứ tội trần gian quan về, xứ tội trần gian đi kéo cầu âm phủ. Xứ quan cho đồng họ nguyện thoát ách lầm than. Thế mà ta chắc chắn dương độc à.
ban khen ban thưởng ha. Chắc cái đây là bên của phủ ha, đông bộ nhà sang được tử ha, ban khen ban thưởng đối với họ hà ha. Thế ấn tay biết tay dấu ha, để đi cứu nhận đổi thấy những người phổ độ thần gian ha, ban khen ban thưởng ha. Thanh đồng cùng cha là thanh đồng đạo quang là thì nghe bốn phủ ha, tứ trụ ai ảm cùng ngạn tiếng hát ha, cách ra cho họ là hôm nay không trực ra ha, cho nhà nào được mấy ha. Thế mà ta thương người thôn mặt đất mới đây ha, ban khen ban thưởng ha, không điều cũng thuận mưa thuận gió hòa ha, quốc thái dân an ha, nha nha được hưởng thái bình ha, ban khen ban thưởng ha, đạo pháp hương long ha, chúng nhân các khánh ha.
truyền văn các quan ưng về truyền văn các quan tả văn nhị võ nương ba đáo đản quân thủy quân bộ đôi hàng quân bộ đôi hàng quân thủy quân bộ đôi hàng mà thiên linh văn ma hằng hà kéo xa lệnh truyền đi đội phản cơ sứ dâng lên thượng nay văn sứ dâng lên ý trình quan giám sát chép biên cho tưởng đồ cho họ nguyện bình an chứng chủ khai đàn quan về chứng chủ khai đàn sau quan chứng lễ cho tập đồng thành họ nguyện con này thành kính nhất ân nam mô đại khai khai chi kính như nhật nhất chiếu vi thần thế giới thân bách niệm như nguyên siêu khai bách thức thiệt khai vạn vật tổng khai thông chúng phủ khai đàn quan về chúng phủ khai đàn sau quan lại chúng cho tấm lòng thành họ nguyện con này thành kính nhất ân trong thế nào quan về bóc vỏ soi lòng trăm tuổi sống lâu đồ cho trăm tuổi sống lâu y phơ phơ tóc bạc trên đầu như bông trứng dần lại mình ra dần khai dính lên dòng quan về khai dính lên dòng nghĩ từ trước công đồng phật phật thành chứng minh quan về mỏ phủ khai đàn lấy ở ngàn xanh mang về mở phủ lấy công danh cho đồng túi vỏ cây cây xanh này đồng túi vỏ hoa hoa đập bụi mùa mưa tiên đẩy hết bụi trần tiếp lộc ban tài lên trên tiếp lộc ban tài thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba lộc tiền quan thể chúc thực cho đồng quan về cho gió cho mây lấy ở ngàn xanh quan này lấy ở ngàn xanh đi mang về mở phủ lấy công danh cho đồng bộ cho họ nguyện bình an khai chi kính in như nhật nhật chiếu vi thần thế giới thông bách niệm như nguyên siêu khai bách thức thiệt khai vạn vật tổng khai son quan phê chữ đỏ quan bỏ chữ đen phê cho đôi chữ trường sinh nhật đính nhật đồng quan về nhật đính nhật đồng là từ nay họ nguyễn đối đời làm con suốt đời chẳng dám đơn xa trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy tu nhang phúc sự tại đây
không đâu bằng phố nghi cát nghi cảnh cảnh đồi vàng. Trên thành
trắng chén rượu đào quán chú quán anh chơi một bầu xó mát trắng thanh đàn ca sáo thổi rào quanh nghi cửa đề đó diệp ta nà chúa diệp na thiên đình chúa lấy diệp na tấu về bát hải vua cha đông đình kim ngân sớ điệp dâng lên số mệnh bởi trời căn cao số mệnh bởi trời ghế con mắc nợ ngôi cao đế đình ngày hôm nay con dâng sớ lên trình quan chứng đan duyên á thích nàng cũng giàn kim phúc hoàng nâng cất thánh chúa tiên trung nguyên chứng chủ chứng đan quan
về chứng chủ chứng đàn thì sau quan chứng lễ cho tấm lòng thành họ quyến con thành kính nhất đời. Lại nở ra rồng chứng rồng, lại nở ra rồng hạt thông, lại nở đồi thông dược giả bốn mùa kiện trai đơm hoa. Thì bác bỏ soi lòng soi trong chứng ấy đục trong thế nào quan về bác bỏ soi tâm. Xuân hạ thu đông bốn mùa, xuân hạ thu đông xuân hạ đắc nồng, thu đông đắc tài bốn mùa họa phú phúc này. Khai giếng lên rồng quan về, khai giếng lên rồng trước công đồng Phật Phật thành chứng minh đệ tử có lễ dâng trì. Lấy ở đỉnh giang như tiên, lấy ở lạnh giang nghi mang về mở phủ, lấy danh cho đồng buồn mùa xuân hạ thu đông. Cho đồng mới sạch thân lầu lầu đồ cho đồng lịch bóng sang. Cấp cấp tiền trần gian quan về thứ nhất độc hoa, thứ hai độc quả, thứ ba độc tiền thứ đồng tài độc quan ban. Ban phúc ban phần quan về, ban phúc ban phần, ban danh ban diện, ban ngôi ban quyền làm tôi quán lớn đủ cho. Cắt tóc làm tôi nhất tâm, cắt tóc làm tôi hai vai làm kiều, đôi đời làm con suốt đời chẳng dám đơn sai. Mở ở ngàn xanh nước yên, lấy ở ngàn xanh, lấy ở công đồng quạt này, lấy ở công đồng mang về quán mát, lấy công danh cho đồng tử này thoát ách đầm than. Dòng nhang khai quang thâm cờ diệu tôn quan chứng đàn duyên ngà đích tâm cúng làm kim phục hoàng thân cận Phật Thánh Chúa Tiên Cung Vương. Trường sinh đi bút tiên sổ thanh chép biên rõ ràng quan về mực thay son. Đổi mực thay son quan về, đổi mực thay son quan về chữ đỏ, quan bỏ chữ đen về cho đôi chữ trường sinh. Kéo phủ quấn cầu quan về, kéo phủ quấn cầu cầu cho họ nguyện phúc phúc lâu giàu bền. Dược giả quan về móc vỏ soi tâm, soi trong chứng ấy đục trong thế nào đủ cho trăm tuổi sống lâu. Trăm tuổi sống lâu đủ cho trăm tuổi sống lâu, y phơ phơ tóc bạc trên đầu như bông chứng rồng lại nở ra rồng. Công đồng Phật Phật thành chứng minh nước tiên lấy ở thành gian. Lấy ở lạnh giang nước tiên, lấy ở lạnh giang nghi mang về mở phủ, lấy danh cho đồng tử này thoát ách đầm than.
ngân cấp xuyên cấp cấp tiền trần gian qua về thứ nhất lộc hoa, thứ nhất lộc hoa quan về thứ nhất lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc tiền thương họ nguyện tài lộc quan ban. Ban phúc ban phần quan về ban phúc ban phần nhị ban danh ban diện ban ngôi ban quyền làm tôi quan lớn đủ cho. Nối đời làm con suốt đời chẳng dám đơn sai. Cho gió cho mây quan về, cho gió cho mây mở xong khóa phủ được hơi hơi má đảo quan về cho gió cho mây. Khai chi kinh minh như nhật nhật chiếu vi thần thế giới thông, bách nhiệm nhiều nguyên siêu khai bách thức thiên khai vạn vật tổng khai thông. Ban phúc ban phần
chúng đang duyên đi ngã thích càng cũng giảm kim phụ hoàng đừng cần thánh chúa tiên chủ cho họ biết phúc lâu giàu đời.
đông bốn mùa xuân hạ, thu đông đi xuân hạ đắc độc, thu đông đắc tài vì mùa tông anh trừ tài. Thank you.
gồm phèn tung dung đi hoa mạc bẩm sinh thành tứ chất long nhàn văn con thỉnh mời đệ tam vương quan phương phi diện bảo long nhàn có khác thường quyền ngài thay chúa phép bầu quan tôi tu anh mình lệnh quan lớn truyền thoại bộ chư sinh chỉnh tề đại giáp chơi miền chân xa chèo phú ninh bình bốn năm xưa cũng có phen đi tuần tú sông thương trở về tỉnh bắc cố xa sông đường bờ bạch hạc là nơi quan đi về chạy giang khê quan lên ngàn phương biển ngôi đền thờ quý địa danh nam đền thờ quan ngôi điện ngọc trang hoàng dòng bay phượng múa thạch bàn rất uy nghi hoa tức thì lâu đài điện các dâng nước về một khi tài chuyển quân đi lấy ngọc lưu đi đùng đùng dâng nước phép thì có ai bàn
hoang, phố đất Nghệ An đi thường hòa đại giang. Chiếc thuyền rồng treo quế buồn đoan, khi chơi sông Bạch Hạc lúc quảng sang Tam Cờ. Thần thơ tản tiên chơi tam đảo, truyền chữ quân nghi nghĩa đảo tiến phong nghi. Tiếng chuông kêu cờ phất trống rong, kẻ sau thuyền ngược giữa dòng quan linh tinh. Quan ước để tam về châu, ngự giờ nấu quan phán đòi nhân thư, sai quan tam lên cứu trợ chân gian. Có một ngày quan thái tử đệ tam yêu xin cung nắm đồ quan cho cung nhiều. Xây quan đã về châu mà nhân đức cứu nhân gian và đức được siêu sinh. Ngày hôm nay xa ngự trước điện tiền, khuôn phù họ Nguyễn Khang Linh con thọ trường. Quan lớn đề tam ngài thông minh chính trực, các bách thần ngài nào có như nhường ai. Nước thao văn võ đại tài, bình thần tam tứ phủ thật không ai dám bì. Sử chép ghi đền lành sáng thắng tích, quan lớn đề tam ngài thực đích trung quân. Tiếc ngài tư tháng sáu hạ tuần, hòa chung nam bắc muôn dân con bảo cầu. Kéo cất lên việt chỉ quan chất thủ, lệnh quan truyền không được nhiễu dân. Tiệc hai từ tháng sáu hạ tuần, thập phương chiêm bái muôn dân con đảo cầu. Khắp muôn dân con quy đầu phụng sự, lành sang từ quốc sự mãi con ghi. Quan lớn đề tam năm phép không ai bì, thay quyền vua bác hải ông kim chi các tòa. Có phép chơi cửa đài cửa bích, thuyền trèo về bát hải du xuân. Ngã ba Bạch Hạc nơi quan rừng chân, hòa thơ linh đỗ ca ngâm chơi bời. Một con
nguyên, họ Hà có nguyên tích tu mà công đức, cúi xin quán về nhỏ phúc Hà xa, độ cho toàn thể bách xa, độ cho nó nước nhà nhà được hưng. Trong sáng sám hối quan con chẳng dám đớn sai, nay quan về linh bút quê khai, đổ cho dân Việt biển tai tí tưởng. Ba con nguyện họ Hà có nguyện đèn hương nay dâng tiền, cúi xin quan thương đến ni đồng già, quan đồ cho nam nữ trẻ cùng già, ai ai cũng được mặt hoa này ra hồng. Bốn con nguyện nghỉ họ Hà con tay một lòng chi kinh, sáng nhạc hoa con chẳng dám đơn sai, nay chỉ mong quan tam giác điện đài, độ nhà họ Hà chữ lộc tài công danh. Năm con nguyện họ Hà con nguyện trung thành tám tứ phủ, trước hội đồng văn võ bách quan, nay quan về nhỏ phúc viên an, đồ cho đệ tử được an khang thọ trường. Xem sách sử anh hùng cái thế, đã nên tài tế thế kinh ba nghi, một thân đánh ba phải chia hai, đã bao phen xuất nhập chốn trang đài.
chúng đàn duyên ngã tinh tăng cúng dáng kim phục hoàng thân lần thánh chúa tiên cùng vương vân giả ơn y từ bi mất chúng sinh phổ ngã kim đỉnh lễ khai quang chiếu thập phương sứ dựng lên thượng nay văn sứ dựng lên nghi chỉnh quan đệ tử chép biên cho tường đổ cho họ nguyện bình an họ nguyện bình an đổ cho họ nguyện bình an nghi đa tài đa lộc hiển vinh đời đời bốn mùa phẳng lặng tam qua kim ngân vàng sơn lễ trình tiết dâng quan về chứng phủ chứng đàn khai chi kính minh như nhật nhất chiếu vi thần thế giới công bạch điệp nhiều nguyên siêu khai bách ức thiên khai vạn vật tổng khai thông số nặng để trời căn cao số nặng để trời kim ngân vàng sơn lễ trình tiên dâng quan về chứng phủ khai đàn nại nở ra rồng chứng sông nại nở ra rồng hạt thông nại nở cây thông dược giả quan về bóc vỏ soi tông soi trong chúng mây đục trong thế nào đủ cho trong tuổi sống đâu trong tuổi sống đâu đủ cho trong tuổi sống đâu phơ phơ tóc bạc trên đầu như bông quan về hai riêng người dòng khai diễn đền rồng để trước công đồng Phật thành chứng minh nước tiên lấy ở sông Ngân mang về mở phủ lấy xanh cho đồng tưới vào cây cây xanh đại đồng tưới vào hoa hoa nở đền mùa nước tiên lấy ở sông Ngân trần gian quan thế thứ nhất đồng hòa thứ hai đồng quả thứ ba đồng tiền thương đồng tài nội quan ba ban phúc ban phần quan thế ban phúc ban phần ban danh ban diện ban ngôi ban quyền làm tôi quan lớn đủ cho được hay hay má đảo quan thể cho gió cho mây lấy ở công đồng quan này lấy ở công đồng mang về quan mắt lấy công danh cho đồng từ tay thoát ách đầm ta ban phúc ban phần quan về ban phúc ban phần ban danh ban diệt ban ngôi ban quyền làm tôi quan lớn đồ cho phê sổ trường sinh quan thế phê sổ trường sinh út tiến sổ thành y ghi tên đồng vào hôm nay phục sự tại đây đổi mực thay son quan về đổi mực thay son chữ đen quan bỏ chữ đỏ quan phê phê cho đối chữ trường sinh từ nay họ nguyện nối đời làm con suốt đời chẳng làm đơn sai không dám đơn sai suốt đời chẳng dám đơn sai trên theo
phục sự lại đây. Kéo phục quân cầu quan về, kéo phục quân cầu cầu cho họ biết phúc phúc lâu giàu bền từ nay thoát ách đầm than.
đội vạn cơ lệnh quan truyền thiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ chắc rằng anh định sáng nay chắc rằng điện đình sau xa thu chóc hết tà tinh chốn này uy ra trần thế biết tay trần thế biết tay giao y trần thế biết tay cứ nên đồng tử cứu dây trần gian cứu cho đâu đấy bình an văn sứ dâng lên trình quan đệm ngũ chép biến cho tường đổ cho họ nguyện bình an đôi chú trường sinh phê cho đôi chú trường sinh cử nhà phú quý khang minh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường quan nam tào bắc đầu chép biến rõ ràng phê cho những vị trường sinh những vị trường sinh phê cho những vị trường sinh cử nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường giới thông bách nhiệm hiểu nguyên siêu khai bách ích thiên khai toàn vật tổng khai thông chứng phủ tiến đàn quan tuần về ngài chứng phủ tiến đàn độ cho đệ tử an khang thọ trường mùa xuân hạ thu đông Thank you.
tiên vạn cổ anh minh.
trong phủ Ninh Giang còn lưu truyền thắng tích. Đi ngược lên trên ý kỳ cùng còn mang nặng nỗi oan khiên. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tổn ngài nâng niên thần cơ. Khắp cửa sông Trung Nam Bắc phùng thờ kỳ cùng thiết lập ngôi đền lấy thần. Chủ đôi bên quan tổng chắc sáng như trên sập cộng đồng. Ngư đầm ngái chơi mình quyền bóng quy, nước nguy rơi thủy khí đoan trang. Tấu quan tuần ngài hiền ách uy quan, tế độ trần gian con ngược ngờ. Lúc bấy giờ ngài xa uy hùng hồ, nước uy trời cứu độ sinh nhân. Nay ai người cầu nhân đắc nhân, ai người cầu phúc bản thân được điều hòa. Ông Kim Chi tam giới các tòa này về loan giá xứ cả nơi bản đền. Lấy chữ thập cài nam chữ thiên đồ cho đệ tử được an khang thọ trường. Soạn thành xá hồi cung Đông Đình con đức vua cha bác hải Đông Đình đào tiên quan điều thất anh linh khác thường xe ra hồi cung chân nam thiên ni hải hà trung tú quan triều đường hoàn giá chung xe ra hồi cung đền rồng sớm hôm mai thì cho ba đệ nhất vui vẻ đền rồng ngày châu phủ chính công đồng vào ra xe ra hồi cung chảy hồi máu đầu trên đất đông cuồng chảy hồi máu đầu mời tiên thành thước làm giáng mông. Sa
dẫn vào trong hang động. Châu sáng sinh trên đất tổ đất cuồng đi nằm thân. Ngày mão giờ dần thank you.
gian cửa bể, chớp mưa tuôn đầu gầy ra tựa mà mắt sáng long lanh ý. Chúng mãn sơn trang ý à.
suối 12 cô theo hầu nay trở về chung mã sơn sang đi thank you.
hoàng ân châu đem tới tận nơi, tên trên tiên châu bà xét soi. Suối nước biếc vàng trong xanh, con đón châu về đây. Đi tới đâu có đón hoa chào, châu về khách điện sớm chiều đá vàng. Đôi tay khơi bề bạc sừng vàng, đem cho trăm họ được giàu sang đời. Trong trạng đài.
đơ, nước buồn xì xào suối khe dòng rách, tiếng đàn tiếng vạch đất tiếng vang lời ca. Đi lên nào, đi xuống suối, qua đèo qua suối, ú và núi đồi ca vang lên cả núi đồi. Ơi rừng ơi, núi ơi rừng ơi, núi kìa con suối uốn quanh dạo chơi khắp nơi, chim hoài níu lơ rộn ràng cất tiếng ca vàng. Ngày vui về hồi múa trầu về bên đây vui múa trên sơn trang tối hài hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh níu lô rộn vàng hát tiếng ca vàng. Ôi trầu đẹp nàng sao sáng xinh yêu kìa, sáng xinh dâng lời ca, trầu xinh như hoa, trầu đẹp như tiên, sáng xinh dịu dàng, sáng xinh dịu dàng, ta mới hết đời nàng mất ấy trần gian. Trầu về bên tây tan phúc đề đà, ấm no cho mọi nhà. Thank you.
tuần quán đi vào xa chơi bời khi thanh vắng lúc lúc lại yên chỉ rực rỡ ơi càng khôn.